Ở câu số 10 này á thì điểm thông là cái gì? Thầy cũng không biết. Nhưng mà thầy biết chắc chắn á, là A, B, C này nó không đúng. Mấy bạn nói á, điểm không này á, là điểm có tọa độ 0, 0 mà x bằng 0 thì không có thuộc đồ thị hàm số C. Với cái điều kiện này thì x bằng 0 không thuộc đồ thị hàm số C. Cho nên á, câu D này nó cũng phải là không phải là điểm thuộc C. Như vậy cái điểm không là cái gì? Đề nói không có rõ ràng. Làm cho mình hiểu lầm. Như vậy thì mấy em cứ tự tin rằng đề thi của mấy em á nó phải rất là rõ ràng. Chứ không có như thế này. Tại vì đây là cái tài liệu ở bên ngoài, nó không có chính thống. Chúng ta chỉ lấy những cái câu hỏi đó để chúng ta tham khảo thôi. Chỉ mang mục đích là tham khảo thôi. Mà thầy nghĩ là D là đúng. Hồi nãy thầy mới kéo xuống coi đáp án thì D là đúng. Nó chọn D luôn. Còn câu này thì cho thi hay không thì không cho. Không cho, lý do là nó gây tranh cãi. Hàm số có 11 nè. Hàm số y bằng x bình trừ 8x cộng 13 đạt giá trị nhỏ nhất khi x bằng nhiêu? Bài này thì mình tìm giá trị nhỏ nhất của nó. Thổi cần nói x bằng nhiêu? X bình trừ 8x. 8 tất là 2 với 4. Đáp án là 4. Đáp án là 4. Tại sao vậy? Đây nó hỏi khi x bằng bao nhiêu? Khi x bằng nhiêu thì thầy có cần quan tâm đến giá trị nhỏ nhất của nó chi không? Thầy cần quan tâm cái thằng x bình trừ 8x nó kết hợp với cái số gì để nó thành cái hàm đẳng thức. X bình trừ 8x nè, phải cộng với 8 là 2 nhân 4 cộng với 16. Cộng 16 mà này 13 thì mình sẽ trừ đi 3. Thầy chỉ cần quan tâm cái thằng này nè là x trừ đi 4 tất cả bình phương trừ đi 3 nè lớn hơn bằng trừ 3. Thì giá trị nhỏ nhất của nó trừ 3 khi nào? Khi x bằng 4. Thầy cần quan tâm cái số này thôi. Cho nên thầy không có cần biết cái số 13 là cái gì. Thầy cần x bình trừ 8x rồi ok, x bình trừ 8x đúng không? X bình trừ 8x thì 8 tất là 2 nhân 4. Như vậy cái hàng dạng hàng thức của nó là x trừ đi 4 tất cả bình phương. Rồi, còn cái thằng đằng sau trừ 3, trừ 5, trừ 7 đó không cần quan tâm, không có ý nghĩa. Trừ khi đề nó hỏi là gì? Hỏi cái giá trị nhỏ nhất của cái hàm số này là nhiêu thì mình mới quan tâm cái thằng đằng sau. Còn nó hỏi là giá trị nhỏ nhất khi x bằng nhiêu thì trả lời là 4 luôn. Nha. Hiểu không? Câu hai, giá trị lớn nhất của hàm số này bằng nhiêu? Giá trị lớn nhất của hàm số này bằng nhiêu? Thì cách làm của chúng ta từ thời ở cái đề trước thì chúng ta làm sao? Hỏi giá trị lớn nhất của một cái hàm số. Bài này không có khó đâu. D. Lý do gì? Biến đổi lương giá. Cái này bằng một. Một đúng rồi. Mình nhìn vô mình thấy nó cũng là một. Tại vì giá trị lớn nhất đúng không? Lớn nhất của nó là một. Tại vì thằng này là sin bình trừ cos bình đó, là trừ của cos 2x. Thì trừ cos 2x này đi từ khoảng từ trừ 1 đến 1. Cos 2x nè, cos 2x nè thì đi từ khoảng từ trừ 1 đến 1. Đặt dấu trừ là nhân dấu trừ cả hai vế thì 1 sẽ lớn hơn bằng nhân trừ 1 vào cả hai vế thì trừ 1 nhân trừ 1 ra 1. Nhân thì đổi dấu trừ cos 2x và lớn hơn bằng nhân 1 nhân trừ 1 ra trừ 1. Trừ cos 2x này sẽ luôn luôn bé hơn bằng 1. 1 này chính là giá trị lớn nhất của cái hàm số. Câu D. Nên phải rút gọn thằng này lại, đưa về dạng sin cos, và nên nhớ những thằng sin thằng cos dù đây là 1 tỷ x hay là 10 x gì cũng vậy, nó cũng luôn luôn đi từ khoảng từ trừ 1 đến 1. Sin cos luôn luôn đi từ trừ 1 đến 1. Đáp án này là D đúng rồi. Rồi thôi, dễ quá thôi bỏ qua. Cho đường cong C có phương trình tham số này. Một cái đường cong C nha. Đường cong C là cái gì đó? Nó có phương trình tham số là cái này. Em nghĩ đây là phương trình gì vậy? Đây là cái gì? Một cái gì? Con thầy nhìn vô thấy như là parabol á. Tại vì thầy thấy lấy t á, là x cộng 1 thì thế vô đây thì được phương trình bằng 2. X cộng 1 cộng 1 rút gọn lại thì đạt được một phương trình bằng 2. Đây là một parabol đó. Hệ số góc tiếp tiến tại M trên bằng. Ôi, dễ. Bài này hay á. Bài này xài máy tính ngon nè. Ha, bài này ngon nè. Đâu đâu?
Làm cho thầy coi thử coi. Đầu tiên làm gì? Đầu tiên á, chúng ta đưa về dạng cái phương trình chuẩn của nó là y bằng cái gì đó theo x mà chúng ta không cần kết quả. Một cộng x. X cộng 1 đúng không? X cộng 1 tất cả bình. Cộng đi x cộng 1 cộng đi 1. Làm gì tiếp tục? Tính gì? Đạo hàm của hàm số tại vị trí là trừ 1. Tại vì mình đang muốn viết tiếp tiến của nó. Thì cái tiếp tiến của một cái hàm số bất Bấm kỳ vào á. máy Lấy máy tính bấm luôn. Đạo hàm của nó tại trừ 1. Mình lấy máy tính ra mình bấm. Rồi mình được viết cái phương trình tiếp tiến của nó đó là thằng này luôn. Tại vì nó hỏi là gì? Hệ số gốc của tiếp tiến thì là cái gì? Đạo hàm của hàm số tại điểm. Điểm trừ 1 là hệ số gốc của hàm số. Rồi không cần viết cái tiếp tiến ra. Mình chỉ cần tính đạo hàm của hàm số tại trừ 1. Rồi. Mình ship dx nè của x cộng 1 nè tất cả bình phương cộng x cộng đi 2, 1 cộng 1 là 2, tinh ý chút xíu, tại vị trí x là trừ 1 bằng 1. Đáp án bài toán này sẽ là 1, hệ số gốc của nó sẽ là 1. Dễ không? Cho hàm số này có đồ thị C, phương trình tiếp tiến của C tại điểm uốn của C với phương trình là tại điểm uốn á, nó có cái đặc điểm là cái tiếp tiến nó sẽ chia cái phương trình ra làm hai nữa. Tiếp tiến tại điểm uốn của cái phương trình hàm số nó sẽ chia cái hàm số ra làm hai phần, rất là hay ở điểm uốn đó, đặc biệt ha. Phương trình tiếp tiến C tại điểm uốn có phương trình là bây giờ á, mình phải đi tìm điểm uốn của C, đây là hàm bậc hai, hàm bậc hai kỳ vậy ta, hàm bậc hai, hàm parabol mà cũng có điểm uốn nữa hả, hàm này có điểm uốn không mấy em? không này Lấy đạo hàm bậc hai của nó ra là không mà làm gì có điểm uốn, làm gì có ít, hàm này không có điểm uốn, bỏ qua đi, đề này bậy quá, đề này nó lộn á, bỏ qua câu 14 này. Hồi nãy cũng có một câu giống vậy ha. Đây, viết nè, đề nè. Vì sao làm? Đề này sai ha. Trừ x bình, trừ x mũ 3 chia 2 cộng x bình cộng 3 phần 2. Các trục hoành tại mấy điểm? Ha. Làm gì? Làm gì đây? Ha. Các trục hoành tại mấy điểm làm gì? cái đại không đến này Làm gì chứ? không cách đại không điểm Sao biết? vì nó ra thành là x bình chia cho 2 cộng 3 phần 2 luôn luôn Không dương có, luôn đề sai. X mũ 3 chia 2 giống vậy x bình chia 2. x mũ 3 thì vậy thì bấm vào cái như này Có gì? bấm điện của nó như này Chúng ta sẽ giải cái phương trình bậc 3 này. Thì các trục hoành, phương trình đó có bao nhiêu nghiệm thì các trục hoành tại mấy điểm thôi? 5, 4. Ta thấy nghiệm đầu tiên là trừ 0.5 nè, là cái hệ số đầu tiên nè. Hệ số thứ hai á, là 1 nè. Hệ số thứ ba là x nè, mà x là 0. Và hệ số thứ tư á, là 3 phần 2 là 1 phần 5, ủa 1,5. Thằng này có một nghiệm. Các trục hoành tại một điểm. Ê trời ơi, vậy thôi đề đúng rồi thôi, chọn cô D. Tại vì thầy nghĩ là đề sai nhưng mà bấm vô thì ra một điểm. Rồi bấm đúng chưa? đúng rồi thôi Thôi vậy đề đúng rồi. Thầy đời không? Bậy bạ. Nguyên hàm fx của cái hàm này với f1 bằng 3 là gì? Nói gì mấy em?
Cách tốt nhất á để làm bài toán này á, thầy nghĩ á là mấy em nên lấy kết quả mấy em làm ngon hơn. Em đừng có đi tính nguyên hàm của hàm fx của hàm f này, đừng tính nguyên hàm của hàm f này, em sẽ thấy rối. Mấy em cần đi tính đạo hàm của câu A hoặc là câu B thôi, để coi cái dạng nó là hai căn của 2x trừ 1 hay là chỉ có căn của 2x trừ 1 mà thôi. Đạo hàm của thằng này có ra fx hay không? Đạo hàm của thằng này nè, ra không? Đạo hàm của căn của 2x trừ 1 này nó sẽ ra là 1 phần căn của 2x trừ 1. Căn Nó không có ra này thì chắc chắn đáp án là câu A, câu C hoặc là câu D mà thôi. Vấn đề kế tiếp á, là mình coi coi với F1 bằng 3 thì nào thỏa mãn. Thế 1 vào ra 2, câu A loại. Đúng không? Rồi câu C thì sao? Thế 1 vào ra 3, nhận nhận luôn, chọn luôn, có gì đâu. Cần thế câu D không? Không. Tại sao vậy? Thằng này đạo hàm của thằng này ra đúng này. Bởi vì nữa, F của 1 của nó ra 3 chính xác, thỏa mãn đúng hai điều kiện rồi. Dù đề câu D nó cũng thỏa mãn hai điều kiện, mình chọn C mình cũng được điểm nữa. Lý do là đề này có hai đáp án. Mà câu D thì mình nhìn kỹ lại thì mình thấy sai luôn. 2 trừ 1 ra 1 thôi. Bài heo bỏ đi. Bài này mấy em tự bấm máy. Bài 18 thì cũng bỏ đi. Mấy này nó không có làm khó được mình. Ha. Bài số 18 nè. Em bấm rồi mấy em trừ cái kết quả này ra. Đây, thầy sẽ bấm con số 18 cho mấy em coi. Tính tích phân của x nhân log neighbor của x. Đóng ngoặc lại. X đi từ 1 đến e alpha e bằng ha. Bằng thằng này là 2,09. 2,09. 2,09 thì nghĩ là đáp án là B á. 2,09 thì nghĩ đáp án là B á. Thầy lấy e bình phương, ủa lộn, lộn lộn, chia 4 chia 4. Chia 4, câu C hoặc là câu D. E bình cộng 1 thì thử trước, lấy e bình cộng 1 thầy chia cho 4. Là 2,09, e bình cộng 1 chia 4 2,09. Thầy đó. Thầy ngồi thầy đoán thôi. Tại vì mấy em thấy thằng nào cũng có e bình cộng 1, e bình cộng 1, e bình cộng 1. Này, e bình trừ 1 thì thôi kệ đó. Thằng nào cũng có e bình cộng 1 thì nghĩ nhiều là đáp án sẽ chứa e bình cộng 1 thì mình bấm e bình cộng 1 trước đi nè. Ra 8,3 mấy, mà 8,3 mấy thì mình gì? Mình chia cho 4 nó mới ra 2 phẩy mấy. Đấy. Thì mình chia thử coi, chia thử nè, ra 2,019 nè, giống đáp án không? Giống thôi chọn nó luôn đi, suy nghĩ chi nhiều. Nắm được vấn đề không? Đổi biến u bằng log neighbor của x thì tích phân này thành gì? Câu hỏi này quá hay. Cho thi trắc nghiệm phải cho câu này nè. Nó mới đúng là hỏi về tích phân nè. Đổi biến u bằng log neighbor của x thì tích phân của nó thành cái gì? Làm nổi không? Nổi sao không? Tính gì? U bằng log neighbor của x thì DU sẽ bằng gì? DU là đạo hàm của u sẽ bằng 1 chia x dx. 1 chia x dx đúng không? U bằng log neighbor của x. Thì mình thấy á, thằng nào có dx thì mình thấy là x nhân du. Hoặc giả là mình ra đáp án đổi đổi cận nữa, đổi cận. Đổi cận thôi khỏi đổi đi. Cận nè, 0 1 nè, 0 1 nè, 0 1 nè, 0 1 nè. Đổi làm chi nữa? Ngu hay đổi, ngu hay ngồi tốn thời gian đổi. Cận chắc chắn là 0 1 rồi. Mình cởi thằng bên trong này thôi. 1 nè, trừ cho thằng này lóc nó bé quyết là gì? Đưa về u hết nha. Lóc nó bé quyết là u chia cho thằng này là dx chia cho x bình. Mình chỉ cần lấy một thằng dx chia x thôi là mình được du. Như vậy dưới này là còn thằng x. Còn thằng x dưới này ha. Cái hình bóng của thằng x thôi. Như vậy muốn đưa về u thì thằng x này nó phải đưa về dạng gì? X sẽ bằng e mũ u. Thằng này mình sẽ thế là e mũ u vào. E mũ u. Thì đáp án của chúng ta sẽ là 1 trừ u. E mũ u này bên dưới mẫu thì mình đưa về thằng kia là nhân cho e mũ trừ u du. Đáp án sẽ là không chạy đâu ngoài câu B cả. 1 trừ u nhân e mũ trừ u du. Đúng không? Trắc nghiệm hay chỗ đó đó. Có nhiều cái mình đâu cần phải làm. Đây.
Để làm bài toán này em làm gì? Bắt buộc mấy em phải ngồi viết ra và tính cận ở lộn tính đạo hàm, tính mấy cái này nè là đúng theo quy trình sách giáo khoa rồi. 40 câu trong khi hồi xưa đề thi có 10 câu à, đề thi 10 câu mà cho một cái câu này nè, hỏi yêu cầu mình tính tích phân của thằng này, tính tích phân câu 19 nè, yêu cầu mình tính tích phân câu 19 thì cũng là test coi học sinh nó làm phải theo cái trình tự này không, tại vì có 19 giải theo trình tự này là đúng rồi, hoặc giả là xài tích phân từng phần. Có nhiều cách để làm ra kết quả. Còn bây giờ là muốn test luôn à, cái phương pháp làm đổi đảo biến nè. Nhiều người á thì không biết bài này có thể làm đảo biến, nhiều người thì biết à bài này thấy là lớp neighbor và x bình là hai cái hàm số khác nhau, đưa vào trong một bài tích phân thì bài này mình sẽ là tích phân từng phần, không có nghĩ đến việc đảo biến. Bây giờ làm xong bài này thấy à bài này có thể làm được đảo biến nè. Hay đấy chứ. Nè, cái câu này không cần mình giải thế số vô cũng được. Câu này á, đúng, câu này á mình sẽ lấy máy tính mình bấm đáp án của thằng này là nhiêu, bấm ra rồi mình lấy thằng này đáp án nhiêu, câu B đáp án nhiêu, câu C đáp án nhiêu, câu D đáp án nhiêu. À để mình coi coi thằng nào A B C D, thằng nào giống đáp án với thằng trên này, tại vì dù cách làm gì đi nữa thì tích phân của thằng này nó cũng ra chỉ một kết quả thôi. Cho nên những cái dạng dưới này á, nó cũng sẽ ra một kết quả duy nhất. Mấy em chỉ cần thế chữ U này thành chữ X mà thôi, U thành X nè, thì mấy em bấm vô trong máy tính tích phân từ 1 đến 0 của 1 trừ X, E mũ trừ X, D X. Mấy em coi ra giống đáp án cái này không, thì nó lại mình bắt buộc mình phải thử hết tất cả 4 câu, hoặc giả là thử ra cái câu rồi thì mình dừng thử. Ví dụ đối với bài toán này á, thầy sẽ nếu làm theo cách của ông Phượng vừa mới nói á, thì thầy sẽ làm theo kiểu là hên xui. Ủa mỗi lần thầy kéo gì cái nó giật hay ta làm hên xui. Nó đầu tiên thầy nhập cái thằng này vào máy tính thì bấm dấu bằng trước cái, rồi đó thầy ABCD chọn câu A, ABCD chọn câu B. Thầy sẽ random đại một cái câu A B C D đó, thầy chỉ ngay mặt nó, thầy thử nó liền. Thì làm theo kiểu random á, thì thấy là nếu mà làm theo kiểu random như vậy thì cái tỷ lệ chọn đúng lần thứ hai lần thứ ba nó cũng khá là cao, ít khi là chọn tới lần thứ tư lắm. Còn nếu mình làm theo trình tự A B C D thì mình thấy nó kỳ, mình cảm giác nó lâu, nhưng mình chọn đại thằng nào đó thì mình cảm giác nó nhanh, nhưng mà thực sự ra là hai cách đó nó cũng lâu như nhau. Quan trọng là mình cảm thấy như thế nào thôi, cảm giác ra sao. Câu 20 nè, chuyện tính hình phẳng giới hạn bởi đường C trục OX và hai thằng này. Ôi trời dễ quá. Để nó hỏi là diện tích hình phẳng, diện tích hình phẳng á, thì nó sẽ bằng tích phân thôi, tích phân của cận dưới là trừ 1, cận trên là 2. Bài này mình không có cần viết cái nháp nha, không cần viết nháp. X mũ 3 dx là xong, với trục ux mà, với trục ux thì mình là x mũ 3 dx, còn với một cái thằng khác á, là mình trừ ra. Bài này cũng không có gì khó Bài cả. trừ 1 đến 0 cộng 0 đến 2. Thử coi. Thử coi trừ 1 đến 0 cộng 0 đến 2. Tại vì có một thằng nó bị âm. Không, bài này thì thầy nghĩ là gì đúng rồi nè. 15 phần 4, đáp án 15 phần 4. Nếu mà mấy em biết đó, hai cận trên cận dưới của nó rồi đó, nó không có phụ thuộc vào cái đường đi của nó như thế nào. Mấy em chỉ cần biết là tích phân từ cái khúc này tới cái khúc này là đủ, của cái hàm số đó là đủ. Mình chỉ cần biết cái cận trên, cận dưới và cận trên của nó. Còn mấy em không cần phải tách là biết nó đi xuống đi lên, đi xuống đi lên, cộng trừ gì kệ tía nó không có quan trọng. Nó chỉ quan trọng cái đầu mút của nó thôi, hai đầu mút của nó là trừ 1 và 2 là đủ. Đúng không? Em làm thử coi phải không? Trừ 1 đến 0 của này, nếu mà em tách ra vậy á, là tự nhiên vô tình em đi tính hai tích phân, mà hai tích phân đó là 1, trừ 1 đến 0
Cố rằng Trị ép tuyệt đối dx của cái đáy thôi. dx gọi trị đối, ok, cộng với trị đối tích phân từ trừ 1 đến 0, ổ lộng từ 0 đến 2 của fx dx. À, để thầy thử lại coi coi nó đúng hay sai. Tại vì thầy nhớ là nó không có phụ thuộc vào hai đồng mút. Rồi, thằng này là trừ trừ 1 đến 0 nè, test lợi ha. Trừ 1 đến 0 ra là trừ 1/4. Lấy trị đối của nó ra là 1/4. Rồi, từ 0 đến 2. À, nếu mà vậy thì đáp án nó như nó sai rồi. 4 ra 17/4. 4 cộng 1/4 ra 17/4. Cái này làm sao ta? Em nhớ trong sách là đáp án D mà. Có làm giống như là tách ra. Có cách nào làm tốt hơn không ta? Đưa bài này thì mình không có ấy, xác định số 0 cũng được. Nếu mà cái thằng này á, là một cái hàm bậc 3 nhiều thằng nữa, nhiều cái bậc 3 nữa, ví dụ bậc 3 có bậc 2 bậc 1 x mũ 3 cộng 3 bình cộng 2 x cộng 1 đó, vậy cũng được ha. Mình sẽ đi lấy máy tính mình bấm để coi cái hàm bậc 3 đó cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm, rồi mình sẽ tách ra gì đúng hơn, gì đúng hơn. Cách của này làm sai rồi. À, ra 17/4 mới đúng. Đáp án là 17/4. Đáp án của ông Phượng là gì là đúng nè. Rồi, khi mà gặp lại bài này, những cái đề sau nếu gặp lại bài này thì mình sẽ làm như thế này. Đầu tiên là mình coi cái hàm cái đường cong này nè. Cái đường cong này cắt trục hoành tại những cái điểm nào mà có liên quan tới thằng nằm ở trong cái khoảng từ trừ 1 đến 2 hay không. Nó thì x mũ 3 này cắt trục hoành tại điểm rất là dễ dàng, x mũ 3 bằng 0 tương đương x bằng 0. Như Thầy, vậy số 0 này trong sách nó có cái công thức là đáy là bằng tích phân từ trừ 1 đến 2 trị tuyệt đối của x mũ 3. Vậy tới đó hả? hay là những lẽ công thức này thầy áp dụng sai rồi ta. Đúng rồi, đúng rồi, chị đo x mũ 3 hợp lý để nó ít ra phải có loại công thức này chứ, áp dụng cho tất cả các trường hợp. Áp dụng cho tất cả trường hợp luôn, trời ơi đó. 4 đến 25 à, nó không ra thì mình bấm 4 đến 25 ra 17/4. Đáp án mình chọn luôn cô đây. Hay. Nhớ câu này nha. Tất cả những bài sau á xài cái này. Bởi vì nhớ cái gì mà nó không phụ thuộc vào hai đồng mút á là cái thằng trị đối này. Rồi rồi. Thầy nhớ như vậy mà em nhớ cái công thức của nó. Rồi tích phân từ A đến B của trị đối fx dx. Vậy nha. Ra 7/4 đúng không?